Vâng, xin chào tất cả mọi người. Tiếp tục quay trở lại với kênh Nhà Đất Văn Nguyễn nhé. Hôm nay em lại đi quay và gửi đến cho tất cả các bác chị mình xem một mảnh vườn cà phê sen sầu riêng cực đẹp luôn ha. Đó, cà phê giống mới, cà phê đang kinh doanh rất là mạnh mọi người nhé. Lô đất của mình thì nó có vị trí tại xã Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Một mảnh vườn cà phê đông đặc luôn nhé. Sen sầu riêng là được 100 cây tổng ở trong này. Đó, cà phê của mình thì bao đẹp luôn. Từ vị trí này mà di chuyển ra tới trung tâm trường chợ của huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông là mất khoảng 2,5 km mọi người nhé. Còn cách đường bê tông là hơn 400 mét. Đường đi lại thuận tiện, nguồn thu nhập mạnh này. Thế đất của mình thì kín gió cực kỳ nhé mọi người nhé. Đó, cà phê này, bao đẹp luôn. Cà này là bình quân là 2 cây bao này. Đó, gia chủ cắt cành gọn gàng hết rồi. Đẹp cực kỳ nhé. Thế đất của mình thì nó triền nhẹ lên. Nói chung là lô này là không phải bằng mà triền nhẹ mọi người nhé. Đó, triền nhẹ lên từ dưới này. Cân đối màn hình mọi người xem này. Đó, triền nhẹ như này thôi. Mảnh vườn này thì có tổng diện tích là 1,4 hecta mọi người nhé. Sổ đỏ chính quy của mình là 1 hec 35, 13.500 m². Trồng full cà phê như thế này. Full cà phê như này là khoảng 1.500 cây. Đang cho thu mạnh hết mọi người nhé. Cà là bao đẹp luôn này. Gần trung tâm huyện Tuy Đức mọi người nhé. Vườn cà như này thì mỗi năm là cho ra sản lượng là khoảng 5-6 tấn cà phê nhân. Ở đây thì chất đất đỏ ba gian, màu mỡ, tơi xốp, không có sỏi đá mọi người nhé. Đó, cà khá là đẹp luôn. Nguồn nước tưới thì dồi dào. Đặc biệt là đất của mình kín gió mọi người nhé. Đây, gia chủ có sen được 100 cây sầu riêng ở trong mảnh vườn này. Đây quý anh chị. Đó, sầu riêng, cà phê. Sầu riêng là sen kín hết rồi nhá. 100 cây. Cà phê là cực đẹp luôn này. Rất là đậu trái cho mọi người nhá. Đó, gia chủ đã cắt cành gọn gàng hết rồi này. Năm là 5-6 tấn cà phê nhân là đều luôn. Kín gió tuyệt đối mọi người nhé. Đó, sầu riêng này, qua ngọn cà phê đây này. Là gia chủ trồng 100 cây. 100 cây sầu riêng mọi người nhé. Nguồn thu nhập khá là ổn định luôn này. Và 1 hec 35 trong sổ. Thì gia chủ đang bán là 1 tỷ rưỡi có thương lượng mọi người nhé. Đó, nguồn thu nhập mạnh, ổn định. Quý anh chị mình quan tâm tới mảnh vườn này thì liên hệ cho Văn qua số điện thoại trên màn hình nhé. Một mảnh vườn, nói là cà phê là bao đẹp luôn này. Xanh ngắt một màu nhá. Cắt cành gọn gàng hết mọi người nhá. Đây. Cà phê nó trái không. Đó. Đậu trái hết rồi. Sầu riêng của chúng ta đây là 100 cây nhá. Mọi người chăm sóc vào thì sang năm là có trái ăn rồi này. Cà phê này chắc bình quân khoảng 2 cây một bao thôi. Cơ bản hết rồi mọi người nhé. Đó, trên đất của mình thì có một căn nhà xây cấp 4 này mọi người nhé. Này thì quý anh chị mình có thể che mưa che nắng. Đó, sinh hoạt ở đây. Những lúc trời mưa trời nắng. Đó, thoải mái nhé. Còn xung quanh đây là vườn cà phê của mình nè. Đó, cà phê bao đẹp nhé mọi người nhé. Cà phê gọi là bao đẹp luôn. Ở trên này cà còn đẹp hơn phần ở dưới nhá. Đó, cà phê của mình đây. Đằng sau đây là cà phê tơ này. Đó, nguồn thu rất là mạnh nhá mọi người nhá. Có cái nhà này thì có chỗ che nắng che mưa này. Làm ở đây thì thuận tiện rồi. Gần trung tâm huyện mọi người nhá. Đó, cà phê của mình đây này. Gia chủ đã cắt cành gọn gàng hết rồi.
quý chị vào đây thì chỉ có bỏ phân nữa thôi, bỏ phân vào là chăm sóc và là thu hoạch thôi nhá. Cắt cành gọn gàng hết, thoáng đãng hết rồi này. Thế đất của mình thì nó ở trên này thì bằng nhá mọi người nhá, trên khuôn viên này thì bằng luôn, còn ở dưới thì hơi triền triền thôi. Đó, cà phê đây này, cà phê đang cho thu rất là mạnh nhá, năm một năm là 5-6 tấn cà phê nhân đấy mọi người nhá. Phía trên này thì có cà tơ này. Đó, cà tơ rồi bắt đầu bước vào thu chính hết rồi này. À, mọi người đang xem, nếu mà thấy cái mảnh vườn này nó phù hợp với tài chính của mình thì liên hệ cho Văn nhé. Đó, duy nhất một mảnh vườn nguồn thu ổn định hết rồi, gần trung tâm huyện mọi người nhé. Đất thì bằng triền, kín gió. Đó, làm rất là khỏe luôn. Ở đây thì chất đất đỏ ba gian hết mọi người này, không có sỏi đá luôn nhé. Còn phía trên này là cà phê tơ với xem được cùng mấy cái thu riêng này, cái tơ khá là đẹp mọi người này. Đó, một số sầu riêng này nhé, một số sầu riêng này đang cho trái rồi này. Rồi, tại đây thì em xin dừng video tại đây. Mọi người quan tâm muốn mua mảnh vườn này thì liên hệ cho Văn nhé. Một mảnh vườn nằm gần trung tâm huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Đó, phun kín nguồn thu, cà phê đông đặc nhé. Nguồn thu ổn định. Giá bán cho lô đất này là 1 tỷ 500 triệu. Đang còn thương lượng nữa nhé mọi người nhé. Quý anh chị quan tâm muốn sở hữu mảnh vườn này thì liên hệ cho Văn nhé. Tại đây thì em xin dừng video tại đây. Xin chúc tất cả mọi người có một ngày mới an lành, vui vẻ. Và chúc cho những ai chưa mua được vườn thì sớm sở hữu cho mình được một mảnh vườn đẹp nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Đây máy của mình mọi người nhé. Máy tưới ống đã nối về rẫy mình hết rồi này. Đó, đây là cái phần ao, ao hồ của mình đây ha. Ao hồ này là hai nhà tưới chung nhé. Nước là bao la luôn, nằm dưới một cái thung lũng như này. Nước thì rất là nhiều. Đó, đây là mình tưới chung với nhà này nhé. Phần rẫy của mình là bên này. Đó. Đi từ đây mà ra tới trung tâm của huyện Tuy Đức là nó mất khoảng 2,5 km nhé. Còn cách đường bê tông là khoảng hơn 400 m.